Hiệu tên đầy đủ là Nguyễn Phạm Túc Uyên, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước khi mà biết được cái sản phẩm này thì mình có cái bệnh là thoái hóa đốt sống cổ và sống lưng 4 năm, và đi chụp hình ở bệnh viện thì là bị thoái hóa nặng ở vùng phía sau sau lưng, rồi cho uống thuốc rất là nhiều, bệnh viện rồi đi châm cứu cộng với là chạy Hai bạn điện, thông cảm nha cô rồi ơi, nói chung em là à. thuốc nam thuốc bắc gì ai chỉ cái gì cũng có, rồi bên nước ngoài á, người nhà gửi về luôn glucosamine gì cũng uống, nhưng mà hết được một thời gian thì bắt đầu nó đau lại. Rồi trước đây hơn một năm thì Uyên gặp được chị Lê Ngọc Mỹ là giám đốc công ty Viên Viên 9319, thì chị Mỹ giới thiệu cho Uyên cái sản phẩm này, thì mình đón nhận và mình đã dùng. Lúc đầu thì mình mua một cái liệu trình 5 hộp, thì mình uống trong vòng khoảng 2 tháng mấy thì hết 5 hộp đó, thì mình thấy cái phần về xương sống của mình á, mình ngồi làm từ 8 đến 10 tiếng thì nó không bị đau như lúc trước nữa, rồi về da dẻ thì nó cũng có cải thiện, sáng hồng hơn, rồi nói chung là tất cả mọi cái phần đau lúc trước là bị thấp khớp về xương khớp đồ là nó không có bị nhức nhối mình sau những cái giờ mình làm việc như trước đó nữa. Nên sau hết dùng một liệu trình 5 hộp đó thì mình quyết định mua lại cái số nhiều. Rồi trong khi mà mình dùng thì mình cũng có lên văn phòng mình tìm hiểu, thì mình thấy nó có cải thiện thêm những cái vấn đề về những cái bệnh khác nữa. Thì mẹ Uyên á, là bị tiểu đường tiếp 2, thì mình sau khi mình mua cái số nhiều về thì mình cho mẹ mình dùng luôn, thì mẹ mình dùng được 3 tháng rưỡi, thì tới cái định kỳ đi khám và test lại á, thì lúc đó là tiểu đường tiếp 2 mà uống 3 tháng rưỡi thì đi test lại, đi tái khám, đi test lại thì cái chỉ số tiểu đường đã trở về mức cho phép, và cái mỡ máu của mẹ mình lúc trước là 200, thì uống sau 3 tháng rưỡi đó thì test luôn cái phần mỡ máu rồi thì còn có 129 thôi, là cũng trở về mức cho phép và không có phải mua thuốc uống như những lần đi khám trước nữa. Thì 1 tới 3 gói cái đầu tiên á, mình uống vào cái gói thứ nhất á, thì nó hơi đau ở những cái mắt tay của mình, và những cái gói sau từ 3 tới 5 gói sau thì nó đau xuống tới vùng thắt lưng và nó bó cơ mông của mình với cơ đùi, rồi sau đó nó giảm dần, nhưng mà được cái chị Mỹ á, là tư vấn trước nên là mình biết đó là cái hiện tượng đào thải săn săn cơ thôi, nên không không có gì phải lo lắng lắm, và mình tin tưởng mình dùng cho đến ngày hôm nay. Mặc dù trước đó mình cũng dùng rất là nhiều thực phẩm chức năng giống như Nutrilus nè, Hambalife nè, rồi em quay nè, rồi một số thực phẩm chức năng bên nước ngoài của gia đình gửi về nữa, nhưng mà mình cũng thấy nó không có cải thiện nhiều như cái dòng sản phẩm này. Cũng nhân đây cũng cảm ơn chị Lê Ngọc Mỹ, người đã cho mình cái thông tin này để mình đón nhận, để gia đình mình được khỏe và đẹp. Cái hình ảnh và cái giấy xét nghiệm về tiểu đường với mỡ máu của mẹ đó thì có trên cái group kết quả. Rồi xin cảm ơn, xin hết ạ. Giới thiệu Bixi Multitude, hiệu quả tuyệt vời trong liệu pháp hormone tự điều trị. Thành phần của Multitude: Maca Peru, sâm Ấn Độ, đông trùng hạ thảo, quả so pomelo, cỏ lươn, axit citric, glucose, nấm tích dương. Mang lại hiệu quả sử dụng, giúp bạn nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường tinh lực, xóa tan mệt mỏi, điều tiết nội tiết tố, cải thiện giấc ngủ, chăm sóc sắc đẹp, chống oxy hóa, giảm mỡ máu, giảm đường huyết. Hơn nữa, Multitude còn nhận được chứng nhận kiểm nghiệm của Malaysia, không chứa kim loại nặng, không chứa chất kích thích và thành phần có hại, không chứa bất kỳ thành phần thuốc tây nào. Multitude giúp đàn ông càng mạnh mẽ, giúp phụ nữ càng xinh đẹp, là cố định hạnh phúc của gia đình.